hiện nay đang mở rộng cánh cửa cho du học sinh, không chỉ trong cơ hội việc làm mà còn cả trong cơ hội định cư sau khi tốt nghiệp. Chính vì vậy, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về khả năng ngoại ngữ cũng như là học vấn và tài chính, thì con đường du học tại đất nước Canada thì hoàn toàn là một lựa chọn đáng để các bạn xem xét. Và Toronto hay là Vancouver là những thành phố lớn và được ưa chuộng bởi khả năng tìm việc tại hai thành phố này rất là dễ dàng nhờ có nguồn khách du lịch quanh năm và các trung tâm thương mại lớn. Thì Manitoba được xem là vùng khuyến khích định cư nhất về cả định cư diện du học và định cư diện gia đình. Ngoài ra, Manitoba còn có chính sách bảo lãnh định cư dành cho sinh viên sau khi ra trường nhưng chưa có việc làm và cam kết hoàn trả 60% học phí cho sinh viên sau khi tốt nghiệp và làm việc tại tỉnh Manitoba. Thì ngoài ra còn có hai thành phố trẻ đó là Calgary và Alberta thì tỷ lệ xin việc làm cũng khá là cao. Mức lương bình quân ở hai thành phố này là khoảng 40.000 Canada một năm, là khoảng 683 triệu Việt Nam đồng. Thì do Alberta là tỉnh mạnh về dầu và khí ga dẫn đến nhân lực cho những công việc liên quan đến ngành nghề này cũng như là được chính phủ đánh giá cao trong việc định cư. Nói về thu nhập thì Canada đứng thứ 6 trong 10 quốc gia có mức thu nhập tối thiểu cao nhất thế giới và mức lương tối thiểu dao động từ 9.3 cho đến 10.7 đô la Canada. Thì tương đương là 187 cho đến 215 Việt Nam đồng mỗi giờ. Thì bình quân một cử nhân đại học với 1 năm kinh nghiệm trở lên có thể thu nhập từ 60.000 đô la Canada một năm, tương đương là 1,2 tỷ Việt Nam đồng. Đặc biệt đối với các ngành thuộc lĩnh vực như là y tế, mức thu nhập có thể lên đến 100.000 đô la Canada, tương đương là 2,1 tỷ Việt Nam đồng. Thì điều kiện để du học sinh Việt Nam có thể làm việc tại Canada thì yêu cầu như thế nào? Thì chương trình tại Canada cung cấp cho học sinh, sinh viên quốc tế các cái chương trình học như là tiếng Anh cơ bản, phổ thông trung học, cao đẳng, đại học, sau đại học. Và các trường đại học ở Canada, đặc biệt là bang Manitoba, thường hợp tác với các công ty và tổ chức lao động, tạo điều kiện cho sinh viên làm việc và có được những cái kinh nghiệm thực tế. Và điều kiện để sinh viên tốt nghiệp làm việc 2 năm tại Canada thì cần những điều kiện như sau. Phải tốt nghiệp đại học, cao đẳng, cộng đồng, các trường nghề hay các học viện tư của Canada với bằng cấp được chính phủ công nhận. Lưu ý, những trường này phải có cơ sở nằm bên ngoài 3 thành phố lớn đó là Montreal, Toronto hay là Vancouver. Và hoàn tất chương trình học toàn thời gian ít nhất là 2 năm, đã tìm được công việc phù hợp với chuyên ngành và nộp đơn xin cấp giấy phép làm việc. Đối với những sinh viên đã có giấy phép làm việc 1 năm sau khi tốt nghiệp, nếu đủ điều kiện thì có thể tiếp tục nộp đơn để xin kéo dài thời gian làm việc lên 1 năm nữa. Thì khi đó bạn nên liên hệ và nộp hồ sơ cho Tổ chức Phát triển Nguồn Nhân lực và Kỹ năng của Canada để được xem xét. Với điều luật này, sinh viên quốc tế được khuyến khích ở lại Canada làm việc trong tất cả các ngành mà không bắt buộc phải có thư chấp nhận làm việc từ công ty tuyển dụng. Thì mọi thông tin chi tiết về hồ sơ chứng minh tài chính du học Canada, thủ tục du học Canada, học phí, học bổng du học Canada như thế nào thì các bạn hãy liên hệ ngay công ty du học Tân Đại Dương, đại diện tuyển sinh chính thức của các trường cao đẳng đại học Canada tại Việt Nam. Địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất và hai địa chỉ còn lại là tại quận 5 và Nha Trang. Chúng tôi không có văn phòng ở Hà Nội. Xin chào các bạn, Canada là một trong những nơi có môi trường sống tốt nhất thế giới. Mức sống cao, môi trường hiếu khách, sạch đẹp, một nơi an toàn để học tập, một quốc gia công nghệ cao. Thì thực sự Canada là một điểm đến để du học. Và trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với bạn Nguyễn Thụy Thanh Trúc, một du học sinh vừa đậu visa Canada. Xin chào Thanh Trúc. Thì Thanh Trúc có thể là giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Dạ em tên Nguyễn Thụy Thanh Trúc, em học trường trung học phổ thông Cần Giuộc. Em vừa mới tốt nghiệp lớp 12 xong và đã nhận được visa du học Canada. Thì tại sao em lại chọn Canada du học mà không chọn nước khác? Dạ tại vì em có người thân ở bên Canada và ba mẹ em cũng yên tâm gửi gắm em qua bên du học, bên đó du học. Thì qua Canada em sẽ học ngành gì? Dạ em sẽ học ngành kế toán tại trường Sept Polytechnique. Thì tổng thời gian của em học bên đó để lấy bằng đại học là hết bao nhiêu năm? Dạ em học 1 năm Anh văn và 4 năm học chuyên ngành. Sau 5 năm em sẽ nhận được bằng đại học tại trường. Thì cái dự định của em sau khi có bằng đại học tại Canada thì như thế nào? Dạ em sẽ quay lại Việt Nam và sẽ phụ giúp cho chú em, bởi vì chú em có công ty chuyên phân phối và sản xuất hạt điều tại Việt Nam. Thì qua đâu em biết được công ty Tân Đại Dương? Dạ em tìm hiểu qua trên Facebook
và em đã inbox cho tư vấn viên của công ty. Em có đến công ty và gặp chị Quỳnh. Theo nguyện vọng của em là học ngành kế toán, chị Quỳnh đã đưa cho em trường tại Canada. Và sau 2 tiếng em với chị Quỳnh trao đổi với nhau thì em đã chọn được trường Seth Woolley thích nhất. Các anh chị tư vấn cho em rất là nhiệt tình, nhất là chị Quỳnh. Thì một lần nữa thì Tân Đại Dương xin cảm ơn Thanh Trúc đã góp mặt trong chương trình chia sẻ hôm nay. Tân Đại Dương xin chúc cho em qua Canada học tập thật tốt. Dạ, em cảm ơn chị. Xin chào em. Dạ.